ơn quý vị khán giả của đài truyền hình IBC đã theo dõi phần bảo trợ thương mại vừa qua. Sau đây cùng với Tuyết Nha, Thảo Ly sẽ trở lại để gửi đến quý vị những bản tin tiếp nối trong phần 2. Trước tiên là việc lở đất đổ xuống trường học Colombia giết chết 3 trẻ em. Theo chính quyền địa phương, một vụ lở đất đã ập vào một trường học nông thôn ở Tabato của Colombia vào hôm thứ Năm, khiến 3 trẻ em thiệt mạng và hàng chục em khác trốn thoát được trong gang tấc. Vào thời điểm vụ sạt lở đất xảy ra, với 22 trẻ em, một giáo viên và một người mẹ đang ở trong trường học ở thị trấn Andes. 17 trẻ em và một người lớn chạy thoát được, hai trẻ em khác và giáo viên đang được điều trị vết thương. Người dân các vùng lân cận cũng như các viên chức, cảnh sát đã vội vã cứu những đứa trẻ bị vùi lấp dưới lớp bùn. Trung sĩ Christian Copita cho biết anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một học sinh dưới đống đổ nát, nhưng khi đứa trẻ đến bệnh viện thì em đã qua đời. Thị trưởng Andes giải thích rằng nhiều học sinh đã nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía trên cùng của tòa nhà khiến họ phải lo chạy trốn. Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Trump đã qua đời. Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng Ivana Trump, người vợ đầu tiên của ông và là mẹ của ba đứa con lớn của ông, đã giúp ông xây dựng một số tòa nhà đặc trưng gồm Trump Tower, qua đời ở tuổi 73. Cựu Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông rất đau buồn khi thông báo với tất cả những người yêu mến bà ấy rằng Ivana Trump qua đời ở nhà riêng tại thành phố New York. Ông không nêu nguyên nhân sự ra đi của người vợ cũ, nhưng truyền thông cho biết giới chức thi hành pháp luật đang điều tra khả năng bà bị ngã cầu thang tại căn chung cư tại Manhattan. Hai người kết hôn năm 1977 và ly hôn năm 1992. Họ có với nhau ba người con là Donald Jr., Ivanka và Eric. Sở cứu hỏa New York đã nói họ không tiết lộ danh tính, nhưng cho biết trong một tuyên bố nhân viên y tế đã đáp ứng cuộc gọi, ngừng tim và tìm thấy người phụ nữ qua đời trong căn chung cư Upper East Side, nơi mà bà Ivana Trump sinh sống, sau 12 giờ 39 phút buổi khuya theo giờ miền Đông vào thứ Năm. Bà Ivana, người mẫu lớn lên tại tiệm khắc hiện nay là Cộng hòa Czech và Slovakia, kết hôn với ông Trump, khi đó là nhà phát triển bất động sản bắt đầu gặt hái thành công năm 1977. Con gái đầu lòng của họ là, thưa quý vị, con trai đầu lòng của họ là Donald Jr. chào đời cuối năm đó. Ivanka sinh năm 1981, còn Eric sinh năm 1984. Họ ly hôn đầu thập niên 90 và tới năm 1993, ông Trump cưới bà Maples. Tuyên bố từ gia đình cho biết bà Ivana đã là thân mẫu và có 3 người con cũng như 10 người cháu. NASA, cơ quan vũ trụ Nga, ký thỏa thuận về bay chung lên trạm vũ trụ. NASA của Hoa Kỳ và cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã ký một thỏa thuận về thực hiện các chuyến bay kết hợp lên trạm vũ trụ quốc tế ISS, cho phép các phi hành gia Nga bay lên bầu trời vũ trụ do Hoa Kỳ sản xuất. Đổi lại, các phi hành gia Hoa Kỳ có thể đi trên tàu Soyuz của Nga, hai cơ quan vũ trụ của hai nước cho biết vào hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 7. Roscosmos cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này là vì lợi ích của Nga và Hoa Kỳ, đồng thời sẽ thúc đẩy sự phát triển hợp tác trong khuôn khổ chương trình ISS. Vẫn cơ quan này nói thêm rằng bản thỏa thuận sẽ tạo thuận lợi thêm cho hoạt động thăm dò vùng ngoài xa của vũ trụ vì mục đích hòa bình. NASA cho biết các chuyến bay kết hợp đầu tiên theo thỏa thuận mới sẽ diễn ra vào tháng 9 với phi hành gia người Mỹ Frank Rubio phóng lên trạm vũ trụ từ phi trường vũ trụ Baikonur do Moscow thuê ở Kazakhstan cùng với hai phi hành gia Nga Sergei Prokofiev và Dmitry Pelletin. Đổi lại, phi hành gia Nga Anna Nikitina sẽ cùng với hai phi hành gia Hoa Kỳ và một phi hành gia Nhật Bản thực hiện chuyến bay trên tàu SpaceX Crew Dragon đến phòng thí nghiệm quỹ đạo phóng từ trung tâm không gian Kennedy của NASA ở Florida. Tin tức từ Việt Nam, Bộ Chính trị công bố những chức vụ lãnh đạo thay thế cho những người bị kỷ luật. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 7 chính thức trao chức vụ mới cho một số nhà lãnh đạo thế vào chỗ của số người bị kỷ luật do vi phạm chức vụ. Bà Đào Hồng Lan từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được cử làm quyền Bộ trưởng Y tế, còn ông Trần Sĩ Thanh chuyển từ chức Tổng kiểm toán nhà nước sang làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Hai vị trí bị khuyết mà hai người vừa nêu thay thế là chức vụ Bộ trưởng Y tế và Chủ tịch thành phố Hà Nội do các ông Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh đảm trách. Hai ông bị giam để điều tra về vai trò trong vụ bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Truyền thông đồng loạt loan tin và nêu lại tiểu sử của bà Đào Hồng Lan và ông Trần Sĩ Thanh, cũng như phát biểu khi vừa mới nhận chức vụ mới. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971 tại Tam Kỳ, Kinh Môn, nay là Kinh Thành, Hải Dương. Ông Trần Sĩ Thanh cũng sinh năm 1971 tại Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An. Bà Lan cho rằng rất tiếc vì trước đây không đi học ngành y mà giờ được trao chức vụ làm tổng tư lệnh của ngành đầy tai tiếng này. Bà nói nhiều người nói với bà việc nhận quyền Bộ trưởng Y tế lúc này là một sự dũng cảm. Nhà báo Phạm Đăng Trang được trao giải Tự do báo chí quốc tế năm 2022. Hôm 14 tháng 7, theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, CPJ, một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy tự do báo giới và bảo vệ nhà báo trên toàn thế giới, đã công bố danh sách chủ nhân của giải thưởng Tự do báo chí quốc tế năm 2022. Bốn nhà báo từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á đã được vinh danh, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam. Trong bản tin công bố trên website của tổ chức này, những nhà báo nhận giải năm nay được mô tả là đã phải chịu đựng những thử thách lớn lao như sự đàn áp và tấn công của chính quyền, cùng với sự tù đầy trong lúc thực thi sứ mạng cung cấp tin tức độc đoan. Ngoài bà Phạm Đoan Trang, thì ba người khác cũng được trao giải năm nay, gồm các nhà báo Nizad Adulat đến từ Iraq, Abraham Jimenez Elnoa đến từ Cuba và Sergio Musaevia đến từ Ukraine. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả giải tự ở tại khu vực Đông Nam Á, cho biết lý do nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải năm nay. Một điều rõ ràng đó là hiện giờ Đoan Trang đang ở trong tù và trước đó đã phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính quyền trong suốt nhiều năm trước khi họ quyết định giam cầm cô bằng một bản án giả tạo. Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã theo dõi và cộng tác với Phạm Đoan Trang trong những năm qua về các thách thức mà cô ấy phải đối mặt cũng như việc thúc đẩy tự do báo chí ở Việt Nam. Trên hết, Trang là một nhà báo và đồng thời cô ấy cũng là một nhà hoạt động tích cực, bảo vệ và cổ vũ cho tự do báo giới. Bị bắt vào hồi tháng 10 năm 2020 dưới cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang sau đó bị một tòa án ở Hà Nội xét xử và kết án 9 năm tù giam vào tháng 12 năm 2021. Hiện cô đang trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm. Màn bắn pháo bông tại Paris ủng hộ Ukraine vào ngày lễ Bastille. Pháo bông lấp lánh xung quanh tháp Eiffel để kết thúc kỷ niệm ngày lễ Bastille tại Pháp vào ngày 14 tháng 7. Trong một phân đoạn, tháp Eiffel tường đài của Paris bừng sáng trong màu cờ Ukraine trong khi bài hát đoạt giải Eurovision của đất nước Stefania của Carlos Orchestra cung cấp nhạc nền cho buổi trình diễn ánh sáng ngoạn mục. Ngày lễ Bastille kỷ niệm trận bão đổ bộ vào nhà tù Bastille năm 1789, một trong những sự kiện quan trọng của cuộc cách mạng Pháp. Ngày này trở thành một ngày lễ quốc gia tại Pháp. Trong cuộc ủng hộ về Ukraine và căng thẳng tại Đông Âu trước đó trong ngày, quân đội Trung và Đông Âu diễn hành trước quân đội Pháp trong cuộc duyệt binh thường niên tại Paris. Ngày này cũng được đánh dấu bằng màn biểu diễn máy bay lớn ở Khải Hoàn Môn trước khi Tổng thống Emmanuel Macron gặp gỡ với quân nhân và vận động viên. Những hình ảnh vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày hôm nay. Tuyết Nha và Thảo Ly cùng với ban tin tức của đài truyền hình IBC trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và phần bảo trợ của IBC Home Shopping. Chúng tôi cũng xin nhắc lại số điện thoại quen thuộc để quý khách hàng có thể liên lạc với IBC Home Shopping để mua cho mình và những người thân yêu những món quà sức khỏe đến từ thiên nhiên là 714-892-5717. Quý vị cũng có thể shop online qua trang web ibchomeshopping.com. Thảo Ly và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả và những người thân yêu một buổi tối thật ấm cúng và một cuối tuần thật nhiều an lạc.